Phạm hiệu truyền quang thì mong xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị các tập, một là tập vỗ tay, hai là tập và thở thật, ba là tập khí, tập vào buổi sáng. Động tác này là tập rất là lành và làm cho khí huyết lưu thông, cơ thể khỏe mạnh. Và tập đều thì lục phủ chúng ta điều hòa và mặt mũi sẽ sáng. Chúng ta chân đứng thoải mái, chân đơn giản tập. Đây là tập khí. Ép xuống này, hạ chân thấp, trọng tâm này, tập này là tập vào thận. Mặt tươi vui. Luôn tươi vui, hít thở sâu, hít sâu, thở ra từ từ, làm hành khí hoạt huyết, chân trụng vào, hạ ép xuống hết sức có thể. Động tác này chỉ cần tập khoảng 3 phút là rất là tốt cho thận. Luôn có cái cảm giác như là quận một cái vòng cầu luôn trước cực và khí ở như thế này. Đấy, động tác này tập từ 3 phút thì các anh chị hiểu động tác tập. Vừa tập vừa quán tưởng một cái không khí rất là tốt, nghĩ đến mình đang đứng ở trên hồ là rất là đẹp, có cây cảnh và tiếng chim hót, một cái quán tưởng chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến cái không gian mà nó tốt nhất, tĩnh mịch nhất, không khí trong lành nhất. À, tập động tác này khoảng 3-5 phút là được. Tiếp. Tập động tác này 3 phút là tốt. Thường tất cả nếu kết hợp tất cả ba động tác này là tốt nhất.
khi tập kết hợp ba động tác này tập xong khoảng 9 hoặc 10 phút thì các anh chị chuyển động tác tập vỗ tay. Vỗ tay thì đơn giản. Chuyển sang động tác thứ 5 là động tác vỗ tay. Khi tập xong đứng về một hai ba bốn năm tập cố gắng tập tất cả các động tác trên tập khoảng 10 đến 20 phút hoặc 30 phút là tốt nhất vào buổi sáng, giúp hành khí hoạt huyết, cơ thể khỏe mạnh và lao động rất hiệu quả. Xin chào.